Mọi người nhìn hai ly trà này, mọi người thấy có hấp dẫn không mọi người? Trời, thời tiết nắng nóng rồi thì trà trái cây vẫn lên ngôi nha. Và tiếp theo những cái chia sẻ, những cái mà chia sẻ hướng dẫn công thức thì hôm nay em xin chia sẻ với mọi người cách làm trà mít nhiệt đới nha mọi người. Thì để làm trà mít nhiệt đới thì em sẽ, mà ở đây mít thì em mua là 800 gram mít, thì em sẽ chia ra làm hai phần. Một phần thì em sẽ cắt những miếng vuông vuông như thế này nè mọi người. Mình cắt miếng vuông như thế này á là để làm cái topping nha mọi người. Đó, mình để làm cái topping khi cho vào cái ly trà của mình á, nhìn nó ngon và nó hấp dẫn nha. Đó, thì ở đây là em đang sử dụng là 400 gram mít. Mít này là 400 gram mít đã bỏ hạt luôn rồi nha mọi người. Đó, thì sau khi mà em cắt xong rồi đó thì em sẽ cắt tiếp cái phần 400 gram còn lại nha. Đó, mít này là em đang sử dụng là mít Thái nha mọi người. Mít Thái á, thì nó sẽ giòn và nó ngon hơn, còn cái mít ta thì nó hơi mềm ha, cho nên là em sẽ sử dụng cái mít Thái. Còn cái 400 gram còn lại á, thì là em sẽ cắt miếng to miếng nhỏ gì đó thì cũng được hết nha mọi người. Tại vì cái 400 gram mít này á, là em sẽ xay nhuyễn nha. Xay nhuyễn để mà mình làm cái sốt đó mọi người. Em thì thiên về khi mà làm trà, em thích nó cái vị trà của những loại trái cây nó đậm đà hơn á, thì khi mà làm trà trái cây á, em sẽ làm cái nước sốt riêng và cái topping riêng nha mọi người. Em không làm mà em không ngâm đường bình thường, mà em sẽ làm cái nước sốt, nó sẽ ngon hơn, cái trà của mình nó sẽ đậm đà hơn nha. Đó, thì bây giờ là em cân đường là 200 gram đường. 200 gram đường em sử dụng là 500 ml nước nha mọi người. Nước sôi nha mọi người, mình sẽ sử dụng nước sôi nha. Mình nước sôi nấu chín luôn nha. Rồi sau đó thì mình sẽ cho vô cái 200 gram đường này. Và mình sẽ quậy cho nó tan đường, thật là tan đường nha. Đó, tan đường và phải để nguội nha mọi người. Mọi người nhớ để nguội cái đường đó đi nha. Còn 200 gram mít còn lại á, thì em cũng cho, còn 400 gram mít còn lại em cũng cho là 200 gram đường, em ngâm ở đó cho nó hơi tan đường xíu rồi em mới đi xay. Rồi còn cái phần mít mà em cắt để làm topping á, thì sau khi mà cái đường á, cái nước đường nó nguội á mọi người, thì em sẽ cho cái mít vô nha để mình ngâm. Cách làm này á mọi người, thì cái miếng mít của mình á, cái mít của mình khi mà mình cho vô trà rồi mình làm xong thành phẩm á, nó sẽ rất là giòn, nó không có bị dẻo, không có bị mềm nhũn ra nha mọi người nha. Đó. Còn 400 gram mít để làm sốt á, thì em sẽ xay ra, em trộn với lại 200 gram đường và một chút xíu muối. Em ngâm sau khi mà nó tan đường xong rồi em ra em xay ra như thế này nè mọi người. Đó, em xay ra nhuyễn ra và em sẽ bắt lên bếp em sơn. Thì cái sốt này á, mình sơn trong vòng 10 đến 15 phút là được nha mọi người. Đó. Mình sơn với cái lửa nhỏ đi cho nó không có bị dăng á mọi người. Sơn lửa lớn thì nó rất là dăng rất là nhiều luôn nha. Cho nên là cái sốt này mọi người sơn cái lửa nhỏ thôi. Mình sẽ cho cái sốt sau khi mà xay xong rồi đó thì mình sẽ cho lên bếp và mình sơn. Công thức của nó là 400 gram mít bỏ hạt rồi và mình cho vô là 200 gram đường và một chút xíu muối, mình ngâm khoảng 10 15 phút, sau đó mình sẽ xay nhuyễn và mình cho lên bếp. Mình cho lên bếp rồi mình sơn trong vòng 10 đến 15 phút nha mọi người nha. Khi nó sôi lên đó mọi người, nó rất là dễ dăng đó nha. Nó hơi dăng đó, nên mọi người có thể lấy nắp mình đậy lại nha. Đó. Và để tạo một cái độ dẻo, độ thơm cho cái sốt mít này á, thì mọi người có thể là mình sẽ cho thêm cái
Đường á mọi người, đường mạch nha, mọi người có thể tìm mua ở những chỗ bán nguyên liệu làm bánh nè, thì ở sẽ có đường mạch nha nha, những cái hũ đường nhỏ nhỏ đó mọi người. Thì ở đây em sẽ cho 2 muỗng ăn cơm cái đường mạch nha vô nha. Đường mạch nha nó giúp cho cái sốt của mình á, nó có cái độ sệt và cái độ bóng của cái sốt nó rất là ngon nha mọi người. Rồi đây là cái nước sốt mít mà sau khi em đã sên, mình bỏ đường vô mình sên. Khi mình sên khoảng là 7-8 phút, mình sẽ cho cái đường mạch nha vô và mình sên tiếp trong vòng 3-4 phút nữa thôi nha mọi người. Đó. Và mình sẽ để nguội. Đây, nhìn cái sốt mít rất là ngon mọi người ha. Sau khi mà mình để nguội thì mình sẽ cho vô hũ rồi mình bảo quản, thì cái sốt mít này á nó để được tầm 7 đến 10 ngày luôn á, nhưng mà mọi người phải sên cho kỹ nha. Đó, mình sên cho đủ độ và cái mít của mình nó chín đều á thì mình sẽ bảo quản được lâu. Và đây là cái mít mà sau khi mà mình ngâm á, mình cái nước đường mình nấu, mình cho đường vô, mình hòa tan xong rồi mình cho cái mít vô mọi người. Đó, mít các những cái viên vuông vuông như thế này mình cho vô và mình ngâm. Thì cái mít đó mình sẽ ngâm khoảng là 3-4 tiếng đồng hồ nha. Và tiếp theo là mình sẽ đi pha trà. Và đây là cái sốt mít nha mọi người. Rất là thơm và rất là ngon luôn. Nói gì nói chứ khi mà mình pha trà đó mọi người, em rất thích khi mình làm sốt. Sốt vô nó đậm đà và cái ly trà mình nó cái màu nó cũng đẹp nữa. Và đây là cái mà topping mà mít để mình cho lên trên ly trà. Làm theo cách này á mọi người, nó rất là giòn nha. Đó, mình cho 500 ml nước, rồi mình cho 200 g đường, 400 g mít cắt khối vuông, rồi mình khi mà đường tan để nguội hết á thì mình sẽ cho mít vô mình ngâm. Mình ngâm trong vòng 3-4 tiếng đồng hồ cho nó mít của mình nó ngọt á mọi người, nó ngon hen, nó có độ giòn. Và mình sau đó mình sẽ bỏ tủ lạnh để ngăn mát nha mọi người nha. Đó là cái mình làm cái topping ha. Rồi để pha trà và decor thì em sẽ cắt thêm 1-2 lá chanh để mà mình decor lên cái ly trà nhìn cho nó đẹp mắt nha mọi người nha. Rồi bây giờ em sẽ pha một cái ly trà để cho mọi người xem nha. Thì đầu tiên là em sử dụng là 40 ml nước đường pha chế. Em có chia sẻ cái cách làm nước đường pha chế rồi. Hoặc là mọi người có thể sử dụng luôn cái nước đường trong cái ca topping mix đó mọi người. Đó, 50 ml nước đường pha chế và 40 ml cái sốt mix nha. Và em sử dụng thêm là nửa trái chanh dây tươi như thế này nha. Em đọc lại công thức nha, 50 ml nước đường pha chế và 40 hoặc là 50 ml cái sốt mít mà mình đã nấu lúc nãy. Rồi tiếp theo là mình sẽ cho cái trà nha mọi người. Nửa quả chanh dây. Mình sẽ cho nửa quả chanh dây nha. Cho chanh dây tươi cho nó thơm nha mọi người. Tại vì mít nó đã ngọt rồi, mình không cần sử dụng sirup chanh dây đâu. Và đây là cái cốt lục trà. Em cũng đã có clip chia sẻ rồi. Lục trà ở đây là em sử dụng lục trà Lộc Phát nha mọi người. Và mình sẽ sử dụng là 100 ml nước cốt lục trà nha. Và 10 đến 20 ml nước cốt chanh, tùy mọi người thích là chua nhiều hay chua ít nha. Đó, rồi mình cho nước cốt chanh vô luôn. Mình cho ít đá nha mọi người, để mình lắc cho cái trà của mình á nó đều và nó ngon nha. Đó. Rồi mình sẽ cho thêm, mình muốn tạo cái độ thơm á thì mình sẽ cho thêm 50 ml cái nước mà nước đường mà để ngâm cái topping đó mọi người. Mình cho thêm 50 ml nữa cho cái trà của mình nó ngon và nó đậm vị hơn nha. Rồi mình sẽ sắc đều lên. Đó, mình sắc đều lên như thế này.
trà này rất là thơm và rất là ngon luôn đó mọi người. Đó, mình sau khi lắc xong rồi mọi người có thể là mình thử coi cái vị nó vừa chưa nha. Rồi sau đó thì mình sẽ đổ ra cái ly nha mọi người. Em đang đọc công thức của nó là một ly là ly 700 ml nha. Ly 700 ml. Đó, ly 700 ml. Rồi mình sẽ sau khi mà mình lắc đều hết rồi thì mình sẽ cho đá. Đó, mình cho đá vô nha. Cái ly này là em làm ly nhỏ tại vì em không có quán á mọi người. Em không có quán nên công thức đó là công thức của cái ly 700 ml và em chia ra hai ly như thế này nè. Đó, rồi bây giờ là thành phẩm nè mọi người nhìn chưa? Rất là đẹp khi mà mọi người làm theo cách của em á thì cái ly trà nó vừa đậm đà và nó vừa ngon nữa. Cái topping á thì nó ăn rất là giòn và nó rất là thơm luôn. Nó không có bị mềm nha mọi người nha. Mọi người thử làm cái cách này đi. À, thời tiết của miền Nam mình hay đang nóng nóng á, nắng nóng á mọi người thì những cái trà dòng trà trái cây á là đang được ưa chuộng nha. Cho nên mọi người có thể thử theo cách này để mình làm một cái ly trà mít thơm ngon và đậm đà nha. Đó, cái topping mít á thì nó rất là giòn và rất là thơm, nó không có bị mềm nhũn. Còn khi mà mọi người ngâm với đường á, bởi vậy trà trái cây tùy loại trái cây mà tùy cái cách làm nữa nha mọi người, chứ không phải cái trái cây nào cũng làm giống nhau được hết nha. Rồi cảm ơn mọi người nha. Mở quán mà chưa biết pha chế thì nhớ đăng ký kênh Ngọc Khánh Vlog. Em sẽ cập nhật thường xuyên những công thức mới và những công thức em đã học.